anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái món nữa nha. Hôm nay là mình sẽ làm một cái món xào để mình dùng kèm với lại cơm nha. Ở đây mình sẽ xào mướp, xào lòng mề gà. Nhưng mà hôm nay mình không có gan với lại tim nữa, mà cái này là chỉ có mề thôi. Rồi ở đây là mình có đây là 350g cái mề ha, mề vịt, mề gà gì cũng được nha cô chú anh chị. Thì mình rửa sạch với muối, mình giọt hết cái chất hôi rồi. Ở đây là mình cắt nhỏ nhỏ ra như vậy nè đó. Rồi mình có xào chung là tỏi với lại củ hành tím mình băm nhuyễn ha. Ở đây mướp á, là mình có hai trái mướp này là nó nặng nửa ký nha cô chú anh chị. Mình có 4-5 nhánh hành lá luôn. Rồi mình đã giới thiệu cô chú anh chị mình cái nguyên liệu để mà mình xào cái phần mướp hôm nay. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ sơ chế cái phần mướp này nè. Thì cô chú anh chị mình muốn cắt xéo xéo cũng được, còn không thì cắt tròn tròn như vậy thì mình xào nó cũng dễ ăn nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ sơ chế những cái nguyên liệu này. Thì gia vị cũng không có gì ngoài là đường nè, muối nè, bột ngọt, nước mắm, tiêu, chỉ có như vậy thôi. Rồi phần mướp mình cũng cắt xong, sau đó mình cắt luôn cái phần hành lá nè. Thì hành lá mình cắt khúc khúc như vậy chứ mình không có cắt nhuyễn quá nha cô chú anh chị. Giờ mình ướp phần mề gà ha. Mình sẽ cho 2 muỗng đường cát nè, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Mình cho tỏi băm, hành tím băm phân nửa vô nè. Sau đó mình cho khoảng tầm nửa muỗng cà phê tiêu ha, cho nó thơm. Rồi mình cho 1 muỗng cà phê nước mắm. Sau đó mình trộn đều lên nè. Và mình sẽ để cho nó thấm gia vị trong vòng 30 phút rồi bắt đầu mình đem vô mình xào ha. Sau một hồi thì cái phần mề của mình cũng thấm gia vị. Bây giờ bắt đầu mình bắt cái chảo lên nè. Mình cho khoảng tầm 2 muỗng dầu ăn vào ha. Và sau đó là mình sẽ cho cái phần tỏi băm với lại hành tím băm vô luôn. Mình sẽ phi thơm lên. Rồi sau đó là mình cho cái phần mề vô mình xào trước nha cô chú anh chị. Phần tỏi với phần hành của mình cũng vàng thơm này nè. Sau đó mình cho hết cái phần mề vô ha. Rồi mình đảo đều lên và mình sẽ cho một tí xíu nước lọc vô và mình sẽ đậy nắp lại. Mình đậy khoảng tầm 5 phút, mình để cái lửa riu riu cho cái phần mề của mình nó chín ha. Phần mề của mình bây giờ rất là thơm luôn nè. Như vậy nó cũng đã gần chín rồi. Mình sẽ nêm nếm lại. Mình thấy lạc á, mình cho thêm nửa muỗng cà phê muối nữa ha, với lại thêm 1 muỗng đường cát nữa là được rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho cái phần mướp vô nè. Cho hết mướp vô ha. Mình đảo đều lên nè. Thì mình đảo đều lên xong rồi đó. Sau đó là mình sẽ lấy cái nắp son, mình đậy lại khoảng tầm 3 phút sau mình cho nó sôi bùng lên.
khoảng tầm 3 phút sau thì mình sẽ dở ra nha. Mình xào cái phần mướp á, nó còn cái độ hơi giòn giòn chứ không có mềm nhũn quá nha cô chú anh chị. Mềm nhũn quá á, thì cái mình ăn mướp á, nó ra chất nước nhiều quá sẽ không có ngon ha. Mình đậy nắp nè. Rồi sau 3 phút thì mình sẽ dở ra nè, mình sẽ trộn đều lên. Wow, bây giờ thì nó rất là thơm luôn ha cô chú anh chị. Nhìn nè, ôi thôi, thấy thèm luôn đó. Cái màu mướp nó xanh như vậy nè. Cái phần mề gà của mình á, hoặc là mề vịt cô chú anh chị mình tùy theo á, là xào mề gà, mề vịt gì đó cũng được ha. Nó cũng đã chín rồi. Wow, rất là thơm luôn. Thì bây giờ là mình sẽ để cho nó sôi tí xíu nữa. Mình cho luôn cái phần hành lá vô nè. Mình cho hành lá nè, mình gắt tiêu lên trên bề mặt nữa. Như vậy á, là cái chảo mướp xào lòng mề gà của mình cũng đã xong rồi đó cô chú anh chị. Wow, rất là hấp dẫn luôn nè. Bây giờ chứ việc là mình múc ra dĩa, mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng thưởng thức bữa cơm gia đình với lại bếp Linh Nguyễn ha. Cái món này á, ăn cũng rất là ngon. Mình chấm với lại nước tương hoặc là mình chấm nước mắm mặn nữa cũng được ha. Nếu mình xào vừa ăn á, thì mình khỏi cần chấm nha cô chú anh chị. Ăn cơm bắt lắm đây. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra dĩa. Mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức bữa cơm với lại bếp Linh Nguyễn nè. Đây mình đã ra dĩa rồi. Hôm nay mình sẽ ăn kèm với lại sườn ốp chảo nè. Nó cốt lết, sườn cốt lết ốp chảo đây. Đó mình chấm với lại miếng nước tương ớt ha. Nước tương mình cắt vài lát ớt vô, mình dùng với lại cơm trắng nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức bữa cơm gia đình với lại bếp Linh Nguyễn nha. Thôi mình kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye.